Ok, hello anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ là đi cố tiếp với trang homepage nha. Anh em mở, nhớ mở server lên nha, mở con app này lên. Thì con app mình hôm bữa mình đã gọi là gì, render được một mớ command rồi, một mớ cái data rồi. Thì hôm nay mình sẽ là làm cái mới phát hành nha. Đó, thì cái này tại vì nó handle hơi lâu nên mình sẽ dùng dành cho nó một cái video. Với lại hôm nay mình cũng hơi bận nên khả năng cao là mình chỉ quay được khoảng nửa tiếng hơn một tí thôi. Ok, thì bây giờ mình làm luôn nhé. Ok, mình làm luôn nó khỏi mất thời gian nha. À mà trước tiên mình sẽ sửa lại cái này thằng tí nha, cái này để nhìn nó này nó xấu không. Thì cái này mình sẽ là khi mình hover vô á, cái ý tưởng là gì nha, mình nói anh em thử làm thử nha, thì hôm sau mình làm, mình sẽ làm. Tức là khi mà hover vô thì nó mới hiện cái input range, còn nếu mà mình không có hover á thì nó sẽ là hiện cái thanh, hiện một cái thanh nhỏ như này thôi. Đó, khi hover vô nó mới có input range nha, còn khi bỏ ra thì nó là một thanh nhỏ đó. Thì anh em ý tưởng nó là vậy thôi. Mình sẽ bắt cái sự kiện là on mouse enter hay gì đó ha, tùy anh em thôi, tùy anh em bắt thôi nha. Đó, mình sao làm được ha. Thì hôm nay mình sẽ cố cái kia cho nhanh nha. Rồi mình sẽ tạo một cái đầu tiên. Thì mình hôm bữa mình đã phân tích rồi, thì tức là những cái thanh nhỏ nhỏ này nó sẽ giống nhau hết đúng không, tức là mình chỉ cần làm một cái component mình sẽ để lại item nha. Rồi cái mình sẽ tắt hết code nè. Rồi có nha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo trong cái component này, mình sẽ tạo mới một cái component, mình sẽ đặt nó là item, xong item nha, xong item rồi chấm vs nha. Rồi thằng này mình sẽ là ram e cho nhanh nha, máy mình cũng hơi chậm mà đâu lại. Rồi mình sẽ bọc nó trong cái memo này. Cái memo này là cái gì? Nó chỉ là một cái là chống re-render thôi, hạn chế, giúp mình hạn chế re-render con app của mình thôi, cho con app mình nó khỏi bị render nhiều lần hơn em ạ, không có gì hết đâu. Rồi tiếp theo nữa là một cái bỏ trong cái index đúng không? Ok, mình sẽ bỏ thằng này trong index. Rồi thằng này mình sẽ là Ctrl D này, mình sẽ là xong item lưu lại. Rồi sau khi một xong á, thì trong cái xong item này mình sẽ là mình chuẩn bị gì vậy ta, hôm nay bị gì á, thầy chú nhé. Ok, thì tạo xong cái thằng này, bây giờ mình sẽ làm lấy cái data để mà render đúng chưa, mình sẽ lấy cái data để mình render đúng không. Thì cái data sẽ là những cái bài hát này. Thì bây giờ mình sẽ là qua bên đây, mình sẽ là inspect lên này, inspect lên đúng không. Tiếp theo á, ở trong cái thằng network này mình sẽ là check cái API nó gọi về nha. Nó báo một cái lỗi đó là gì đây, fail to log operation. Cái này cái bàn đi, cái này không phải lỗi của code nha. Rồi bây giờ mình sẽ là redirect lại trang này để lấy cái API home nó trả về cái gì cho mình đấy. Còn một cái nữa là cái này nó không có tự động ẩn đi nha. Đó bên này này, nó tự động ẩn đi này, khi mình lăn nó mới hiện này. Đó, nó hiện xong rồi nó sẽ ẩn đi đó. Thì cái này mình nó không có ẩn đi ha, mình sẽ để cái ẩn đi cho nó gọi là giống nó ha. Thì mình đã làm trong cái gọi là outlet đúng không, trong cái public này. Đây anh em để cho này cho mình một cái prop nữa nha, đó, một cái property nữa đó là auto 2 nha. Rồi, anh em chỉ cần để auto 2 như vậy thôi là nó sẽ là tự động ẩn đi thôi. Rồi đấy, cái con này nó ẩn đúng không, mình lăn chuột này nó, sau khi lăn xong nó ẩn đi này. Đó, cái đó là một cái nhẹ sẵn mình sửa luôn thôi. Rồi bây giờ trong cái này nè, hôm bữa mình nói cái mới phát hành này, cái data type của nó như thế nào. Nó sẽ có verb và order này. Ok, sorry mọi người nha. Thì hôm nay như mình bị nói nó bị ờ ờ sao á. Rồi ok, thì ở bên này nè, cái item của mình nó sẽ có, nó sẽ có cái title này và nó có cái order và cái verb đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ là nguyên lương nguyên cục này vô trong cái redux của mình luôn. Anh em làm như hôm bữa mình giờ mình làm thôi. Qua lại cái redux của cái thằng music đấy. Cái thằng music đúng không? Không phải ha, của thằng app này user. Trong này anh em tạo thêm một cái state. Mình sẽ để là new này. Release này. Release này. Release này. Một cái offset nha. Rồi. Qua bên đây mình sẽ là control C control V này. Chỗ này mình sẽ sửa là thành new này. Release. Chỗ này mình sẽ check bằng, nó không có section ID này, nó chỉ có section type thôi. Thì mình sẽ dùng section type để mình check luôn. C này, trên V này, section size mà được bằng cái gọi là new release C, trên V nha.
Ok, sau khi mà nó chạy dòng này á, nó sẽ lấy cái new release này, nó bỏ vô đúng không? Cái title này là trong này nó có sẵn rồi. Cái title là trong này nó có sẵn rồi. Chỗ này mình không cần phải gọi là dùng detectoring chỗ này nữa nha. Mình sẽ bỏ thằng đi, tại vì bản thân nó là một object có sẵn title rồi. Lúc trước thì thằng kia nó không có title thì mình mới làm gì đó thôi. Ok, sau khi mà sau khi mà nó chạy cái dòng này nó sẽ lấy cái thằng kia bỏ qua cho mình đúng không? Thì mình sẽ ở bên cái home này, mình sẽ tạo một cái component nha, tạo một cái component mới để mà chứa chứa những cái này này đó. Nguyên cái này mình sẽ viết trong một cái component gọi là new release nè. Ok, thì trong này mình sẽ là trong cái component này mình sẽ tạo một cái new file này, new release này, chấm JS nha. Rồi trong này mình sẽ là import mấy thằng kia vô thôi. Ok, thì thằng này á, bản thân nó sẽ có cái chữ mở phát hành này, đúng chưa? Nó sẽ có cái chữ mở phát hành này và hai cái nút ở dưới này đúng không? Thì chỗ này nè, mà cái chữ mở phát hành đó mình đã làm ở trong cái công định gọi là section rồi, mình chỉ cần quay qua đây mình bê cái thằng này thôi. Đây này, cái chữ này này, đầu tiên mình sẽ bê cái thẻ này xuống nha, cần trên C này, mình sẽ bê cái thẻ này qua trong này nhìn về nha. À, thằng này đã bỏ cái gọi là cái data set title này, thì chỗ này mình sẽ là mình không có lấy cái thằng này một công đoạn riêng đúng không? Mình không có truyền prop, không có truyền prop, thì chỗ này mình sẽ là dùng cái user selector để mình lấy import này. Ok, mình sẽ là import cái hook của để mà lấy data từ đó đúng không? User selector này, đó mình sẽ là import vào đây. Sau khi import vào đây thì mình sẽ dùng nó để mình lấy cái constant này. Lúc này mình sẽ lấy cái new release, new gọi là gì? Release này. Đó mình sẽ lấy thằng này từ cái thằng redux, cái state này. Mình sẽ lấy trong cái reducer nào, state chấm app ha. Ok. Khi, cái new release này á, mình không có add nha, không viết thường chữ đầu tiên nha. Trên C, chỗ này mình sẽ thay data bằng chỗ này. Ok, vậy thì chỗ này mình sẽ có cái title tất cả này, đó mình lưu lại nha. Rồi, cái new release này mình chưa có render đâu, tại vì mình chưa có import nó vào trong cái file home ấy. Ok, trong file home này nè. Trước tiên mình sẽ bỏ nó trong cái index ra. Còn trên C, còn trên V này. Cái này mình sẽ để là new này, release. Ok, lưu lại nó vàng đúng không? Bây giờ trong cái thằng public này mình sẽ là import thêm một cái nữa là new release. Rồi, hình như hơi fail. Mình không có gọi là gì, không mình không có không, để xem nào, sao nhỉ, mình phải làm ở trong cái file home ấy, trong cái file public này, trong cái file public này nó hơi nó không làm được đúng không? Máy bữa này bị gì cái giọng nó cứ khàn khàn anh em, sorry nha. Anh em vào file home này. Import cho mình cái gọi là new này. Ok anh em, hy vọng là đỡ hơn chút không? Rồi, thì cái new release này mình sẽ để ở đâu? Mình sẽ để nó ở đâu giữa giữa nha. Thì ở đây, chỗ này mình sẽ là thêm một cái gọi là new release nha. Ok, mình sẽ là import nó vào đây, lưu lại. Thì ở dưới cái new every day á, bài hát mới mỗi ngày thì nó sẽ có một cái new release cho mình thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm ra ngoài nha. Đây mình sẽ là xem nữa, mình có cái thằng new release chưa. Đâu rồi, đây. Mình đã có cái thằng rồi, mới phát hành đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ code cái thằng này. Mình sẽ vô cái section này, sẽ lấy cái gọi là class, lấy CSS của nó ha,
đó thì cái select của thể chặn nó như thế này thôi. Ở trên C này mình sẽ vô lại cái thằng new release này, mình sẽ select cho cái thằng thằng cha là thằng này nhân v rồi. Flex này, flex column mà cái này flex column thì cũng được, gap bằng 5 thì cũng được. Thì trước tiên mình sẽ bỏ cái thằng này đi nhé, mình sẽ bỏ hai này đi trước đã. Mình sẽ bỏ luôn cái thằng flex trước nha. Rồi mình sẽ lưu lại này đó, khi khi này mình sẽ là có cái mới phát hành nó như thế này đúng không. Rồi bây giờ nhiệm vụ của mình là code dưới này vô, thì bây giờ dưới này nó có cái gì, nó có hai cái nút đúng không. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái nút, mình sẽ tạo một cái combo định gọi là button nha, button button để xem là mình có nên rồi cứ làm rồi. Một cái câu này là button chấm dễ nè. Rồi rồi FE luôn cho mình, mình sẽ tạo một cái nút để mà, tức là mình sẽ custom một cái nút để dùng chung đúng không. Thì trong này nè mình sẽ là bằng một cái gọi là PTN này. Rồi trong này nha mình sẽ nhận vào những cái gì, trong này mình sẽ bỏ vô cái gọi là tag này là cái tên của cái nút nha. Rồi sau đó là cái style tức là cái CSS cho cái nút này. Rồi trong cái nút này thì mình sẽ là để gọi là type này. Ok mình sẽ để type của nút là button nha. Rồi tiếp sau đó mình sẽ là CSS cho nó bằng type win này. Thì đầu tiên nha mình sẽ để là cái template string này đó. Thì trong này mình sẽ check nè, nếu mà có truyền xuống style này, nếu mà có truyền xuống gọi là style đúng không, nếu nếu mà chỉ thương style thì mình sẽ là lấy cái thằng style đó làm CSS cho nó luôn. Còn nếu không có thì mình sẽ tự lấy default chỗ này, cái CSS default này của mình là gì, mình sẽ là cho nó là, để xem ngoài này nó CSS sao nha. Hình như cái begin này cái bên cái x của nó thì dài đúng không, cái y thì khoảng 1 thôi. Cái này mình sẽ là bi là 1 này, bx là 4 này. Nó bo tròn hai đầu đúng không, thì chỗ này mình sẽ là round nè, round this top left ấy, round this này left full đó, tức là chữ left là bên trái nha, full tức là mình sẽ là bo tròn bên trái nè. Rồi tiếp theo là round nè, round nè, right nè, full nha. Đó, tức là mình bo tròn phải nè. Tiếp theo là gì? Chữ nó phải là viết in hoa nè. cái background sẽ là lấy cái background nền luôn. Nó sẽ chỉ có một cái border hơi lợt thôi. Mình sẽ là border này, hơi lợt đúng không? Nó sẽ là background là gì? Trend. Rồi. Cái test trong này mình sẽ để là test nha. Rồi. Đó thì trước tiên mình sẽ là làm trước cái nút đơn giản như vậy thôi, sau này mình sẽ thêm custom thêm vào. Rồi đấy, bây giờ cái CSS này mình sẽ cần có một cái active này, khi mà hover với lại active nha, khi mà hover vào cái nút này thì mình sẽ làm gì, khả năng là cái nút này mình khoan hay hover nha, khoan hay custom ha, tại vì cái nút ngoài này, hai cái nút này nó gọi là cố không hẳn là nút, tại vì nó có active ấy. Khi mà mình bấm vô nó có màu chọn cái thằng nào đó đúng không, thì cái này mình sẽ code bên ngoài kia luôn đó. Thì chỗ này mình sẽ là chân C này, cái nút này từ từ sau này xài nha. Đó anh em qua bên đây cho mình, ở dưới cái thằng này là cái thằng header đúng không, ở dưới này sẽ là cái nút, thì mình sẽ là div bỏ cái nút này vào. Hai cái nút nha. Đó hai cái nút. Giờ thằng cha mình sẽ là class name là flex này. IC này. Rồi mình sẽ cho gap của nó là 5 này. Rồi hai cái nút này đúng không? Cái đoạn test này nè. Mình sẽ bỏ đi. Mình sẽ để một cái gọi là Việt Nam đúng không? Rồi, mình sẽ thử như vậy thôi nha. Cái style này cũng sẽ bỏ đi. D này, mình sẽ bỏ cái style này đi. Rồi lưu lại,
Đó, sau khi ra ngoài anh em coi thử là cái hai cái nút của mình nó như thế nào. Đây, mình đã có hai cái nút như thế này đúng không? Hai nút như thế này. Và một cái nữa là mình phải để là flex này. Flex column này. Gáp là 5 này cho nó cắt xuống ra nha. Rồi, nó cắt xuống ra đúng không? Nhưng mà cái border của mình này mình phải xét màu ha. Thì cái màu này mình sẽ là để xem cái màu này nó hơi xám. Thì cái border này mình sẽ là gì? Border này. Gray nha, mình sẽ cho nó màu xám thử coi. 100 thử như thế nào nha. Lưu lại. Ừ. Chào anh. Ok, cái thấy cái gray 100 này nó hơi đậm đúng không? Bây giờ thay cho nó gọi là đậm, nó hơi nó màu trắng đúng không? Thì bây giờ mình thay cho nó gọi là đen xíu nha. Thì chỗ này để gọn là 500 đi. Cái border này á, border này hình như nó cái màu nó hơi hơi nhạt. Cái này nó hơi đậm rồi. Thằng này đôi khi mình phải copy màu nha. Ok, trong này để khoảng là 300. Lưu lại. Rồi. Để 300 thì hầu như là không còn luôn. Bây giờ mình sẽ để khoảng là 400 đi. Ok, nãy là gì? Làm xong cái hai cái nút rồi đúng không? Thì bây giờ cái nút này chữ nó hơi to này. Qua đây coi chữ nó bao nhiêu nha. Rồi đây, chữ nó là 12 đúng không? Đây nè, cái font là 12 này. 12 enter này. Thì giờ ở trong này mình sẽ là xét cái thằng đây, cho thể tra nó là font đúng không? Nghĩa là tag 12 sẽ là XS đúng không? Được rồi. Rồi, ra ngoài đây mình sẽ thấy là hai cái chữ mình nhỏ lại rồi. Là giống như bên này đúng không? Rồi bây giờ thêm một cái handle là nó được chọn thì nó lấy cái màu xanh này. Và cái text ở trong nó sẽ là màu trắng. Thì trong này mình sẽ để là mình sẽ cần một cái state, để mình ràng buộc nó đúng không? Use state này. Trong này mình sẽ để là user đúng không? Active đi. Nó có gọi là đang active hay không? Rồi. Mình sẽ bắt đầu mình sẽ để không hoặc một thôi nha, tức là không thì mình sẽ là cái Việt Nam hoặc là khác thôi. Thì chỗ này mình sẽ để là ok, để không và một đi, không sẽ là Việt Nam nhé. Rồi trong này á cái CSS này mình sẽ là viết bằng cái template string đó. Đó mình sẽ là viết cả hai cái luôn, viết bằng template string này. Bắt vô lại này. Rồi border bây giờ mình sẽ viết ràng buộc nó trong cái is active này. Nếu mà nó là active, tức là nếu mà active này mà true á, tức là nó là khác không ấy. Cái số không là khi mà qua false nó sẽ là false nha. Còn những số còn lại chuyển qua dạng boolean á thì dạng boolean nó sẽ là true. Thì nếu mà số không thì nó là false thôi. Thì chỗ này nè, khi mà đúng thì nó sẽ là nước khác ha. Khi mà không đúng thì mình sẽ là như này và nhé. Rồi chỗ này mình sẽ để là sẽ để nghịch đảo lên, tại vì số 0 mà chuyển ra boolean nó sẽ là false mà nghịch đảo sẽ là true này. Xóa này đi. Rồi cái này mình sẽ ràng buộc với lại một cả là background này, main này. 400 nè và test là white nè. Đó, cho chữ màu trắng này, lưu lại. Nó bị lỗi vậy. Is active à, có một cái chấm hỏi đây ha, bỏ chấm hỏi đây đi, lưu lại. Use state chưa được gọi là import vào. Import use state vào đây, lưu lại. Rồi đấy, hai thằng này nó đang là không này.
Để xem nào, mình phải network này, bấm vào home chứ nhỉ. Để on lại trang này. Rồi, trong này mình sẽ là đây, chờ home nha. Incorrect snoo gì đây. Home này, data này. Mình sẽ vô cái gọi là new release này. Trong này nó sẽ có một cái mới phát hành đúng không? Trong này nó sẽ có hai cái gọi là order và VBOF. Order và VBOF. Này bằng 0. Use state bằng 0. Thì chỗ này mình sẽ để class name. Mình sẽ như thế nào nhỉ? Đây, bỏ cái này đi nha. Cái này mình sẽ check là 01. Một cái chọn cái không đúng không? Là cái này được nha. Cái này mình sẽ là không có nghịch đảo lên đâu. Chỗ này mình sẽ là nếu mà bằng bằng không này. Cái này mình sẽ là xét nếu mà bằng bằng một này. Đó vậy thôi, lưu lại. Cái nghịch đảo này bỏ đi. Lưu lại. Thì lúc này cái nào bằng 0 thì nó sẽ là xanh lên thôi. Còn nào mà khác 0 thì nó không xanh đâu. Đấy. Đây, cái thằng này nó xanh lên thằng này đúng không? Rồi bây giờ trong này này, mình đang có một cái là order này, một cái là VPOP này. Để xem mình đã làm cái is active. Cái button này đúng không? Cái some item này, new release này. Trong cái reducer cái reducer mình đã làm gì đâu, new release này. Ok, mình đã có thằng này đúng không? Thì bây giờ mình sẽ là đứng ở thằng này mình lấy user selector này, new release này. Đó, mình sẽ lấy được thằng này rồi thì chỗ này chỗ này mình sẽ là cái button đúng không? Bây giờ mình sẽ để hai cái tên như thế này. Section order này. Ok, thì chỗ này mình sẽ để cứng luôn. Một cái là Việt Nam đúng không? Một cái là quốc tế. Thì chỗ này mình sẽ để cứng luôn, VK lên. Ok, trong này mình sẽ để là Việt Nam ha. Nó viết cứng luôn cũng được. Trong này mình sẽ để là quốc tế này. Rồi lưu lại. Rồi sau khi lưu lại thì ở đây mình đã có hai cái này rồi, thì nhiệm vụ của mình á là mình sẽ là render cái ông này cái gì đây, nhiệm vụ của mình á là mình sẽ là render những cái bài này ra, những cái thẻ này đúng không? Đó thì trong này mình sẽ có những cái mảng để mình render ra, thì mình sẽ cần một cái mảng, một cái mảng render. Thì cái này là cái thẻ để chứa hai cái nút thôi. Bây giờ mình sẽ cần một cái thẻ để mà render nội dung. Thì cái thẻ này mình sẽ là viết class name này. Thằng này mình sẽ cho nó là flex này. Flex wrap này. Đó, cho nó xuống dòng này. Tiếp theo là mình sẽ cho nó là wishful này. Gap. Mình sẽ cho gap nó là 4 này, cho nó cách nhau ra này. Rồi, trong này mình sẽ để là item này. Lưu lại. Rồi ra ngoài đây, mình sẽ thấy một cái item ở dưới này. Rồi bây giờ nhiệm vụ của mình là đổ data ra thôi. Thì chỗ này mình sẽ chọn vô cái VBOF trước nha. Mình đang mặc định là không mà mình sẽ để VBOF trước. Thì trong này mình sẽ là đây, dùng viết một cái hàm new Zilli này. Đó, sẽ chọn vô cái gọi là VBOF đúng không? VBOF xem nào. New chọt vô gọi là item nha, item xong rồi mới mới chọt vô cái VBOF.
item vpop, mình sẽ là chấm map, thằng này sẽ là item. Ở trong này mình sẽ là render ra những cái thẻ gọi là xong item trong này, thì trong này mình sẽ lấy bỏ nó vào cái đó. Ở trong này mình sẽ là import này, xong item đúng không ta, sao nó không có gợi ý nè, from new release ở trong này rồi, thì mình sẽ lấy bột ngay trong này luôn, bỏ thằng này vô rồi lưu lại. Có một cái lỗi lầm gì đây, hết lỗi rồi đấy, thì trong này nó sẽ là render ra những cái xong item này đó, thấy chưa, đó nó ra một rừng xong item này, thì chứng tỏ là cái thằng VBOB này nó có gọi là 14 bài đúng không, thì nó sẽ render ra đúng 14 bài cho mình này. Bây giờ nha, mình sẽ là chia ba ra đúng không, đó, ở màn hình lớn thì mình sẽ là chia ba nó ra. Bây giờ chỗ này mình sẽ để là để ngang này, đó để ngang đúng không, thì chỗ này nó sẽ là mình chia nó là ba 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 đúng không đấy, nhưng mà ra bên đây mà để ngang thì nó sẽ là ra ba 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 cột, chỗ này mình sẽ để ra là chia ra là ba cột nha. Và thêm một cái nữa là cái thằng này, cái thằng này mình sẽ là viết key cho nó ha. Trong này mình sẽ để key cho nó này, key mình sẽ cho nó là cái gì đây, trong này nó sẽ có VBOB, thằng VBOB này nó sẽ có một cái encode ID này, mình sẽ dùng cái encode ID này để làm cái key luôn. Rồi item chấm encode ID, lưu lại là hết lỗi key nha. Bây giờ mình sẽ qua cái xong item này, mình sẽ là CSS cho nó này, cho nó chia ba nó class name này, mình sẽ để là width là 1/3 này, 1/3 này, và flex là gì, auto này, có thử nó có chia ba không nha, lưu lại đây, nó chia hai chứ không chia ba ha, để cho tại vì á là mình có để gap, mình có để gap, thì chỗ này mình sẽ để width là 30% thôi, 30% lưu lại. Rồi đây nó gọi là chi 333 là đúng không. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho nó border nè, để cho mình biết là nó đang chiếm là bao nhiêu border này, border rest 500 này, lưu lại. Đấy thì mình sẽ có những cái list bài hát như thế này đúng không. Rồi bây giờ mình sẽ là cái xong item này mình sẽ là handle ra đúng không, thì mỗi thằng này mình sẽ cần cái gì, một cái hình này, một cái tựa đề này, một cái tác giả này. Trong này mình sẽ cần một cái gọi là thumbnail đúng không, thumbnail này, và một cái thứ hai nữa là title này, cái thứ ba nữa là ar này, artist này, artist. Ok thì thằng xong item này mình thì mình sẽ là viết thằng này mình sẽ chia ra làm hai đó, như phân tích này nó sẽ là đầu tiên là cái hành là một bên này, cái chữ là một bên, nó sẽ là chia theo ngang này, hai khúc theo hàng ngang, sau đó là cái bên phải này nó sẽ chia theo chiều dọc tiếp. Chỗ này mình sẽ đầu tiên cái img, mình sẽ để suộc là thumbnail thôi, và tiếp theo avatar mình sẽ để là thumbnail thôi, mình sẽ là class name cho thằng này. Để coi thử thằng này nó xác width hay là bao nhiêu đây, qua đây xem nè, thằng này figure này đó, nó để cứng luôn anh em, nó để cứng là 60-60 nè. Ok thì mình sẽ là width 60 là khoảng 12, 48 à, 60 à 15, nó không có 15 đâu, thì bây giờ mình sẽ là custom nè, là 60 này, pixel này,
hay mình sẽ để là 60 pixel nha. Rồi mình sẽ để là offset cover nha, để cho nó fit tràn, tức là nó fit cứng, gọi là gì? Nó cái ảnh nó sẽ tự gọi là tràn cho vừa cái kích thước của mình ấy. Nó có một cái raw MD nha, tức là một cái border cong xíu, radius, border radius lưu lại. Rồi, đó thì bên này em chưa thấy gì đâu, mình mới xét width height thôi, do width height của cái ảnh này nó mới thằng này nó to ra đấy. Tiếp theo nha, là thằng này nó sẽ có padding này, mình chắc chắn luôn, thằng này sẽ có padding này, đó, padding là 10 này, thì cái thằng cha này nè, mình sẽ cho nó là padding là 10 nha nè, padding là 10 pixel này, đó, lưu lại. Rồi thằng này nó sẽ to ra một khúc nữa, đó, tới này là anh em thấy là gọi là nó giống giống rồi đúng không? Rồi thằng này mình cho padding đúng không? Mình sẽ là flex rồi đúng không? Chỗ này mình sẽ là item center này, lưu lại, cũng không cần nha, item star thôi, tức là mặc định luôn, tức là item star mặc định, lưu lại đi. Rồi bây giờ nhiệm vụ của mình á, dưới này mình sẽ là có một cái set div để chứa cái thằng bên phải đúng không? Thằng bên phải này sẽ có cái gì? Đầu tiên nó sẽ có title. Đó, trong này mình sẽ bỏ title ở đây. Tiếp theo là mình phải có một cái thẻ span nữa để mà artist đúng không? Artist. Và hai thằng này nó xuống dòng đúng không? Thì chỗ này mình sẽ là class name này. Flex này, flex column này. Để xem nào. Ở như đây thôi, lưu lại nè. Rồi bên đây nó chưa có gì đúng không, tại vì mình chưa truyền prop xuống thôi, bây giờ mình ở bên đây mình render ra nè, chỗ này mình sẽ là truyền prop xuống nha. Đây, chỗ này mình sẽ truyền prop xuống, đầu tiên mình phải truyền cái gọi là thumbnail đúng không, truyền một cái thumbnail. Thumbnail mình sẽ truyền cái avatar xuống. Nó có đây, thumbnail M này, thằng này là to nhỏ đây. Còn chữ C này, mình sẽ test thử thằng này to nhỏ nha. Thằng này là hình to rồi, vậy thằng này là hình nhỏ nè. Đó, mình sẽ lấy cái thằng này nha. Nó chỉ là cái chữ thumbnail thôi. Còn chữ C này, mình sẽ bỏ vô đây, tức là item này, chấm thumbnail này. Tiếp theo là sẽ truyền xuống cái gọi là title, một cái prop là title, thì cái title thằng này sẽ có title thôi, đây nó sẽ có là title luôn, item này chấm gọi là title này, truyền xuống một cái nữa là artist thì nó sẽ là item này chấm, để mình xem artist trên này, đây nó sẽ có artist name này, cần chân C này, cần chân V này. Rồi lưu lại. Rồi khi mà mình đã truyền thumbnail title artist trong này á, thì bên này nó đã hứng được ba thằng này và nó bỏ vô trong này, nó render ra cho mình. Đó, anh em ra ngoài đây, em sẽ thấy đấy, nó render ra đúng không, nhưng mà thằng này nó đang gọi là nằm trên, nó đang gọi là xuống dòng này, thì là do cái thằng này mình để là flex, mình chưa để nó là flex nha nè. Đó, mình phải để nó là flex nè. Đó thì khi đó thì thằng cái hình ảnh với lại cái thẻ div bên phải nó sẽ là nằm ngang với nhau. Rồi, hai nó nằm ngang với nhau, đúng chưa? Và tụi nó sẽ cách nhau ra rồi. Tụi nó sẽ cách nhau ra một khoảng là bao nhiêu đây? Đâu đó 10 á, thì chỗ này mình sẽ để gap là 10 nha. Mình sẽ để gap là 10 pixel. Lưu lại. Rồi khi mà lưu lại xong á thì em sẽ thấy bên này nè, tụi nó sẽ cách nhau ra đúng chưa. Rồi tiếp theo là CSS cho cái title này, thì cái chữ nó đậm một xí, thằng kia là chữ L một xí đúng không, đó, và cái phông chữ nữa cơ, đây thằng này phông chữ là 14 nè, thằng này 12 nè, thằng này 12 nè, tức là thằng này nè, class name nè, thằng này phông chữ là 14 này, text sm này là 1, thứ hai thằng này phông nó sẽ là medium này, semi bold này, tức là in đậm một tí.
Rồi thằng này á, class name của nó, thằng này sẽ là tag tag gì nhỉ, tag xs này. Rồi tiếp theo là thằng này chữ nó hơi mình sẽ là cho nó tag là gray này, 400 này, lưu lại. Rồi vào đây xem nè. Ok, thằng này chữ nó 400 thì nó hơi 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 ấy nha. Mình sẽ để là gray 700 này, lưu lại. Rồi chữ nó cũng hơi lợt đúng không? Đó, nó cũng lợt lợt như bên đây rồi. Và thằng này á, nó còn một cái nữa là giờ, cái giờ đăng này đó. Thì bên đây mình sẽ là coi thử cái giờ đăng này nó ở đâu nha. Để xem nó giờ đăng nó là cái gì. Đây nó sẽ là release đây này. Thì mình sẽ cần một cái thư viện để mình convert cái timestamp này ra cái dạng giờ đúng không. Thì mình hay dùng cái moment rồi đúng không. Thì giờ mình sẽ dùng luôn cái moment nha. Thì trước đó thì mình phải truyền vô một cái gọi là release date đúng không. Rồi trong này á, mình sẽ là import cái moment vào đây. Moment from moment. Rồi thì ở trong cái thằng player, cái component layer mình đã dùng cái moment một lần rồi để mình convert một lần rồi anh em nhớ. Đó thì bây giờ mình chỉ cần lấy lại thôi. Đây này, bỏ cái này là mình moment là từ cái số giây qua. Còn bây giờ mình đang là một cái timestamp thì mình sẽ là Google này, timestamp này. Viết cái gì nhỉ? Time này, stem này, to date moment này. Đây, để coi nó ra cái gì. Rồi mình sẽ dùng cái này luôn nha. Ở đâu? Time stem không, cái này là nó không phải là ra ngày mà nó sẽ là bao nhiêu giờ trước á. Đúng không? Đây nè, nó là hôm qua ngày 3 ngày trước, tức là cách ngày hôm nay bao nhiêu ngày á. Đấy, cái này hôm nay bao nhiêu ngày chứ không phải là qua ngày tháng cụ thể ha. Thì chỗ này nè, mình sẽ là một cái thẻ span đi. Ok. Mình sẽ là Ctrl C Ctrl V cho nhanh này. Và thằng này mình sẽ để là moment này. Mình sẽ gọi cái thư viện moment nha. Và mình sẽ thử bỏ cái release date vào đây. Và trong này mình sẽ dùng một cái hàm là from now. Mình sẽ gọi một cái hàm from now, có thử là nó có chạy cái hàm này không nha, lưu lại. Rồi bây giờ nó cũng chưa có gì đâu, tại vì bên đây mình chưa truyền xuống cái gọi là release đây thôi. Trong này em sẽ truyền xuống nè. Nó sẽ là item. Ra ngoài đây xem nè. Này Ctrl C này, item chấm này, release đây này, đó lưu lại. Lúc này là mình sẽ ra xem thử là nó ok chưa. Đây thấy chưa, nó ra là 53 cách đây 53 năm này. Vậy thì mình phải chuyển nó sang cái dạng date trước rồi mình mới from now ha. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái hàm này để mình chuyển nó thành cái dạng date này. Để mình Google thử coi. Timestamp from now moment. Moment from now return current timestamp. Đây unit timestamp chấm from now này. Đây mình sẽ là moment này, unit nhân 1000 xong rồi chấm from now ha, tức là mình quên nhân 1000 đấy. Mình phải nhân 1000 vô nữa ha. Thì mình sẽ rồi xong item này, chỗ này anh em nhân thêm cho mình 1000 nhé. Nhân này 1000 này, có thứ là nó còn cách đây 53 năm không. Rồi này đúng rồi nè, là 5 giờ này, 20 giờ này, nhưng mà nó sẽ là tiếng Anh. Bây giờ mình muốn để tiếng Việt,
Để tiếng Việt thì ở dưới này anh em chỉnh cho mình một cái gọi là import moment sạc này, local sạc này, vi đó, lưu lại. Anh em bỏ cái này vô cho mình nha. Thì lúc này nó sẽ ra là về tiếng Việt này. Đấy, ok chưa? Nó là 10 ngày này, 9 ngày này. Đó, và chỗ này là mình bấm được ha. Tức là mình đang là render thôi. Còn mấy khúc sau này bấm bấm hay là hiệu ứng này mình sẽ làm sau nha anh em. Rồi, bây giờ mình đại khái là cũng làm giống nó rồi á. Ok nha, thì bên này nó còn cái nó không có cái gì cả. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái border đi. Cái song này mình sẽ bỏ cái border đi. Đúng rồi. Rồi, bên này mình có đó, đây nè, khi mà hover vô nha thì nó sẽ là cái màu màu cái màu của cái sidebar này. Đấy, khi mình hover vô nó là sẽ cái màu của hai sidebar nha. Thì trong này mình sẽ để là hover này. BG sẽ là main. Màu của sidebar là màu gì nhỉ? 100 lưu lại. Rồi bây giờ mình sẽ ra đây hover này. Đấy, khi mình hover vô là nó sẽ là có cái màu của sidebar đúng không? Như cái màu này mình sẽ để 200 thôi nè. Và sẽ bo tròn góc cho nó nha. Round này, MD này, lưu lại. Rồi đây đó, đúng rồi nha. Rồi nó như này là cũng được rồi. Rồi xem là mình sẽ để là cursor này, cursor pointer này, lưu lại. Rồi đó, khi mình để vô là nó có ấy rồi đúng không. Rồi bây giờ mình sẽ còn một cái nữa. Hình như nó cách hơi xa thì có khả năng cao là chỗ này mình sẽ bỏ cái thằng này, mình sẽ bỏ gáp đi. Cái thằng này mình sẽ bỏ gáp là 5 đi, ra thử nó như thế nào nhé. Lưu lại. Ở đâu phải, cái này lộn rồi, ở dưới này này nó sẽ là gáp 4 này, mình sẽ bỏ gáp này nha. Lưu lại, tại vì nó có padding nữa nên mình không cần gáp nữa. Đây, nó có padding, nó sẽ tự cách nhau ra thôi. Đó, thì lúc này nó gọi là giống bên kia rồi. Rồi tiếp theo nữa là gì, mình khi mình bấm quốc tế này thì nó phải là lấy cái quốc tế nó đập vô nha. Thì cái này á là nó phụ thuộc vào cái mình sẽ cần một cái state, thêm một cái state nữa cho mình để mình quản lý cái thằng nào sẽ render. Trong này mình sẽ để là gọi là gì nhỉ, song đi, một cái state gọi là song nha. Trong này mình sẽ để là một cái mảng rỗng này, một cái mảng rỗng. Rồi mình sẽ dùng một cái effect, dùng một cái effect để mình check cái state. Mình sẽ dùng một cái effect để mình check cái state của cái active này nè. Nó là mà cái này mình đặt là either nó sẽ là boolean hay không, mà không một cũng là boolean hay đấy rồi. Trong này mình sẽ viết một cái effect. Đấy. Ok. Ok, trong cái effect này mình sẽ check nha anh em. Mình sẽ đầu tiên mình sẽ check theo cái thằng is active ấy. Khi nào nó thay đổi thì mình vô mình check. Rồi trong này mình sẽ viết một cái gọi là if này. Nếu mà cái thằng is active này mà nó gọi là bằng bằng không thì mình sẽ làm gì? Còn nếu không bằng không thì nó sẽ làm gì? Thì khả năng cao là chỗ này mình viết toán tử ba ngôi luôn đi. Is active này nó bằng không. Không thì viết if luôn cũng được. Viết if đi. If is active này. Nếu mà nó gọi là bằng 0 thì mình sẽ là xét cái xong. Xét xong sẽ là cái gì? Cái new release này, trên C này, trên V này. Chấm item này. Chấm VPOP này. Đấy. Còn nếu mà nó bằng 1. Nếu mà nó bằng 1. Không thì mình viết toán tử ba ngôi đi. Má anh nhiều chuyện quá. Trong này này, nếu mà nó bằng 0
bằng không thì chứng tỏ là semicolon sẽ là false đúng không? Chỗ này mình sẽ để chỗ này luôn. Nếu mà nó là false thì nó sẽ truyền cái thằng này. Còn nếu nó là true thì nó sẽ xác cái son bằng cái gọi là new release này chấm này chấm gọi là item này chấm order này. Rồi đó thì khi đó mình sẽ dùng cái son này để mình render thay vì mình sẽ dùng cái thằng này đó, mình sẽ dùng cái son mình render nha anh em. Rồi khi mà cái isActive này nó thay đổi á, thì nó sẽ chạy vào đây nó xét lại cái son này cho mình đấy. Tiếp theo nữa là khi mà cái new release thay đổi này thì trong này mình cũng sẽ đổi theo đó, mình sẽ cập nhật lại cái new release đúng không. Rồi tiếp theo nữa là trong cái này nó button này nó sẽ có một cái sự kiện là onClick vào đây, mình sẽ là khi mà click á, button nó phải click đúng không, thì trong này mình sẽ bắt sự kiện là onClick này. Khi mình click vào đây thì mình sẽ là làm gì? Đơn giản là mình chỉ cần xác mình sẽ xác cái gọi is active này. Nếu mà Việt Nam thì sẽ là 0 này. Đó, còn nếu mà khác thì mình xác là 1. Đó, mình sẽ xác này là 1 thôi. Lưu lại. Đó, giờ mình sẽ ra ngoài xem nó như thế nào nha. Rồi nó vẫn render ra bình thường nha, nó vẫn render ra bình thường này. Đó rồi bấm quốc tế này, đó nó sẽ là render ra quốc tế đấy chưa, Việt Nam này, là Việt Nam, quốc tế này, là quốc tế, đây ổn định đúng không? Bên này cũng y chang vậy thôi, đấy Việt Nam quốc tế này, xong, vậy là cái mối phát hành này mình đã gọi là handle xong rồi đúng không? Rồi còn cái gì nữa? Còn mấy cái còn lại á, hay là tất cả gì đó thì mình sẽ làm sau nha. Mình chủ yếu là render cho cái trang home này nó ok cái đây. Rồi hình như là cũng gọi là xuyên xương cái trang home rồi. Còn cái gì nữa nhờ, để mình check xem là trong cái home mình lấy về nó còn cái gì mình chưa làm không. Cái release làm rồi đúng không, cái release làm rồi, cái này là cái này cũng làm rồi, auto thêm 1, cái này là nhập mới mỗi ngày, auto thêm 2 cũng làm rồi. Cái này là cái chart. Cái này là cái gì đây? Cái này là chart này. À mình còn cái chart nữa nhờ. Thằng này sẽ là cái gì đây? Ba cái banner gì đây? Chart xong. À cái này là để mình xem xuống cái chart của nó này. Đây này, nó là cái này nè. Đó, ba cái top của cái chart á. Nó là ba cái top của chart nha. Còn cái này sẽ là gì đây? Section ID là không có này. Slider cái này là gì đây? Để mình xem thử cái hình này là hình gì nhé. Sao nó có hai cái hình dưới này? À cái hình này là hình của ca sĩ. Hình của ca sĩ gì cái hình này C trên V, à là cái hình ca sĩ. Để mình xem thử cái hình này nó ở đâu nha, hay là hình này nghệ sĩ yêu thích nó lấy ở đâu nhỉ. Mình sẽ có một cái của Hương Tràm ấy, ý một có một cái của Hương Tràm nữa, để mình xem thử là nó ở đâu á. Ok thì bên này này mình đã làm, mình còn miss một cái gọi là cái banner của cái này gọi là giờ cái quýt chặt này, là cái này này nè, là ba thằng này này, đó là ba cái thằng này này. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái ba cái quýt chặt này để mình làm á group này, bài hát video này,